nhân ngày của mẹ, một cô giáo tiểu học ra đề văn: em hãy viết lại những lời ru của mẹ mà em thường nghe. Đây là bài viết của một học sinh lớp 3 mà cô rất tâm đắc, nhưng không biết chấm thế nào. Mẹ em rất hiền, ở nhà mẹ y như là cô giáo. Em thường được nghe mẹ ru những câu như: cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Em về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy, bỏ cái tay ra để anh ba chấm chảy. Nước non bỏ cái tay ra yêu nè, từ từ con nó đã ngủ đâu. Có một đôi vợ chồng trẻ sinh ra được một cậu con trai, gia đình đang êm ấm vui vẻ hạnh phúc. Bỗng một ngày, người chồng nhận ra cậu con trai của mình càng lớn càng giống ông hàng xóm. Cay hơn nữa là ông ấy đã 75 tuổi. Anh chồng tức giận lôi vợ ra giữa nhà tra khảo. Bà mẹ chồng đứng nhìn mà thấy thương xót cho con dâu bị oan. Bà liền ra giải thích cho con trai hiểu: không phải lỗi tại vợ con đâu, lỗi tại mẹ. Ông hàng xóm ấy mới là bố của con. Thằng con của con là cháu của ông ấy. Cháu giống ông là chuyện thường tình mà con. Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh. Một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo đờm đỏ mày còn hy vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được, nên về nhà lo hậu sự đi. Cả hai cùng hỏi thầy: sao đờm xanh đờm đỏ lại khác nhau như thế? Thầy nói: đờm đỏ tự phổi ra, hỏa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào lành được. Hai thằng bợm nhậu ngồi nói chuyện với nhau: nhà mày có mấy cái nhà? Tao có 4 cái. Tao có 5 cái. Vậy tối nay đánh đề 45 đi. Tối về 45 thật. Hôm sau hai bợm lại hỏi tiếp: nhà mày có mấy cái ô tô? Nhà tao có 6 cái. Nhà tao cả xe tải là có 9 cái. Tí làm con đề 69 đi. Hôm đó đề về 69 thật. Hôm sau bỗm nhậu kia lại hỏi: đêm qua mày làm mấy cái? Say quá, tao chỉ làm 3 cái rồi lăn ra ngủ. Tao cũng say nhưng cũng được 4 cái. Tí làm con đề 34 nhé. Tối đề về không không. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực: vợ tôi đang lừa dối tôi. Làm sao anh biết? Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy. Thế thì sao? Cô ấy nói dối.
Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó. Có ông kia hễ ra đường về là lại kể cho vợ nghe: bà ơi, ở xóm dưới có thằng lấy em vợ. Bà ơi, ở xóm trên có thằng đó lấy em vợ. Một hôm đi về lại kể cho vợ nghe: bà ơi, ở làng kế bên có thằng kia lấy em vợ. Vợ nghe thế bực quá, quát: kể người ta đi, tối ngày có nhiều ông nói hoài vậy. Ông chồng trả lời: tôi phải nói chứ, nói tới khi nào bị quả báo thì thôi. Ông lão từng là vận động viên điền kinh, khoe với các vận động viên trẻ về thời vàng son oanh liệt của mình: ta nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình của ta một cái bạt tai. Thế sau đó ông cũng lại chạy bộ về à? Không, ta về bằng xe cứu thương. Ngày xưa ngày xưa, thượng đế lấy bột nặng ra 10 gã đàn ông, người cày ruộng, kẻ chăn bò, người đánh cá. Sau một thời gian, cả bọn kéo nhau đến thượng đế than vãn: cái gì bọn con cũng có, chỉ thiếu cái đó, buồn chết đi được. Thượng đế bèn đưa cho đám đàn ông một bao bột và bảo: mỗi thằng chúng bay hãy nặng một con đàn bà gầy, béo, cao, lùn, tùy theo sở thích riêng, rồi ta sẽ thổi linh hồn vào chúng và cho chúng bay lấy đám đàn bà ấy làm vợ. Nói xong, thượng đế để thêm cho đám đàn ông một đĩa đường cục và dặn: trên đĩa có các cục đường, mỗi thằng lấy một cục nhét vào vỡ bụng mình để cuộc sống vợ chồng vợ sau này được ngọt ngào. Khi bọn họ xong việc, thượng đế quát: trong lũ bay có thằng Giang, ta để 11 cục đường trên đĩa mà giờ hết sạch, đứa nào lấy 2 cục nhét vào bụng vợ. Tất cả ngồi im thinh thích, bực mình. Thượng đế tóm lũ vợ đảo đi lão lại, rồi dí bừa cho mỗi ả một gã. Từ đó trở đi, cứ 10 thằng đàn ông thì có 9 thằng nghĩ rằng vợ người khác ngọt ngào hơn vợ mình, vì có thể trong bụng vợ thằng khác có hẳn 2 cục đường. Chỉ có 1 thằng biết là tất cả đàn bà đều giống nhau, vì chính hắn đã chén cục đường thừa. Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có 2 bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những tiền đồng xu cứ từ đó rơi sũng sảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại: anh bạn, anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu, 5.000 đồng rồi. Một cảnh sát nhắc: thôi chết tôi rồi. Người đàn ông giật mình, đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy. Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ: anh lấy đâu ra
lắm tiền xu 5.000 đồng thế, ăn cắp hả? Người đàn ông thanh minh đâu có, nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia lại có một cây to, một ngay sát tường nhà, cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt, rồi cứ nhà gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu 5.000. Toán cảnh sát trên tre cười rộ khoái trá, sáng kiến hay đấy, thế còn cái túi kia đựng gì thế? Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp phạt tiền đâu. Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt 3 giờ liền. Đột nhiên anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe: tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa. Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng cao to vạm vỡ tiến đến gần, rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi, cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to: tôi đáng ông là một luật sư không? Anh ta trả lời: tôi là một người chăn lừa. Người con gái nhà giàu nọ rất đẹp, trong làng bao nhiêu đám hỏi chẳng ai lấy được, ấy là vì lão bố đưa ra một điều kiện rất dễ mà cũng rất khó, ai lười nhất thì gả. Các anh chàng lười gần xa đến thi tài, rốt cuộc cũng chẳng anh nào hơn anh nào, thành ra lão chưa kén được ông rể nào vừa ý. Lão phiền muộn than thở và cho con gái mình cao số. Một hôm lão ngồi trên sập gỗ, thấy một chàng trai không biết từ đâu đến, cứ đi giật lùi từ cổng vào, hỏi thì nói là xin đến thử tài. Thấy cùng cách kỳ dị như thế, lão phì cười hỏi: quánh mặt lại đây xem nào, đi đứng kiểu gì mà lạ lùng vậy? Anh chàng vẫn không quánh mặt lại, nói: ông không bằng lòng cho tôi lấy con gái ông thì tôi cứ thế này mà đi ra, khỏi mất công quay người lại. Bây giờ lão mới vỡ lẽ, anh chàng này quả thật không ai có thể lười hơn, bèn gả con gái cho anh ta. Khách hàng hỏi người bán: rượu tắc kè ngâm bằng gì thế? Bằng tắc kè. Rượu rắn ngâm bằng rắn. Rượu sâm. Ông này bùi hỏi buồn cười nhỉ? Thì đương nhiên ngâm sâm rồi. Vậy rượu Napoleon. Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo: em hãy cho biết, nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau 1 tuần thỏi sắt sẽ ra sao? Dạ, nó sẽ biến mất ạ. Cô giáo ngạc nhiên hỏi: tại sao vậy? Dạ, tại vì mấy người ve chai
Họ lượm liền chứ sao ạ? Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng: "Em quả thật là một phụ nữ toàn diện." Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi: "Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?" "Ừ, thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì?" Trong giờ học môn tự nhiên xã hội, cô giáo hỏi cả lớp: "Các em có biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ?" Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi tèo giơ tay. Cô giáo chờ một lúc, đành phải mời tèo phát biểu: "Tèo, thưa cô, vì khi nghe khẩu lệnh nằm xuống thì phụ nữ toàn nằm ngửa ra." Một nhà nọ mời gia sư về dạy con học. Ăn uống hàng ngày cho gia sư thật là đơn giản, mỗi bữa chỉ có một bát canh bí đao. Gia sư hỏi chủ nhà: "Ông thích canh bí đao lắm à?" "Vâng, đúng vậy, bí đao ăn rất ngon, lại có tác dụng làm sáng mắt. Ăn bí đao rất có lợi cho mắt." Một hôm, chủ nhà vào phòng học, thấy gia sư đứng giữa cửa sổ nhìn ra xa xăm, cố ý làm như không biết chủ nhà vào. Chủ nhà bước đến phía sau gia sư mà chào. Gia sư mới quay lại nói: "Tôi đang xem trong thành phố diễn kịch, không biết ông vào, mong ông thông cảm." Chủ nhân ngạc nhiên: "Trong thành phố diễn kịch mà ông ở đây nhìn thấy được à? Nhìn như thế nào vậy?" Gia sư nói: "Từ ngày ăn canh bí đao của ông đến nay, mắt tôi ngày càng sáng ra." Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về, thấy trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Đang đói, chị ta bóc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi xôi thơm phức, anh chồng cũng muốn ăn lắm, nhưng sợ vợ biết, chồng trước chồng sau, chỉ có xó cửa là kín nhất. Anh ta nắm một nắm to, định mang vào đó ăn. Vừa kéo cánh cửa ra, thì bắt gặp vợ, cũng đang đứng ở đó ăn xôi. Anh ta hoảng hốt kêu lên: "Ơ kìa, u mày đấy à?" Chồng thấy tay vợ còn cầm nắm xôi, anh ta nhanh trí nói tiếp: "Tôi tưởng u mày ăn hết rồi, lấy thêm cho nắm nữa đây này." Người đàn ông hỏi bác sĩ: "Vợ tôi nói nhiều kinh khủng, ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này không?" "Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miễn cô ấy sẽ bận ăn suốt ngày." Vài ngày sau, gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi: "Thế nào, hiệu quả chứ?" "Hỏng, đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi
vẫn nói nhiều như cũ. Cô ấy còn nhờ tôi nói với ông là: anh yêu, anh cho nhân ngày của mẹ một cô giáo tiểu học ra đề văn, em hãy viết lại những lời ru của mẹ mà em thường nghe. Đây là bài viết của một học sinh lớp 3 mà cô rất tâm đắc, nhưng không biết chấm thế nào. Mẹ em rất hiền, ở nhà mẹ y như là cô giáo. Em thường được nghe mẹ ru những câu như: cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Em về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy, bỏ cái tay ra để anh ba chấm chảy. Nước non bỏ cái tay ra yêu nè, từ từ con nó đã ngủ đâu. Có một đôi vợ chồng trẻ sinh ra được một cậu con trai, gia đình đang êm ấm vui vẻ hạnh phúc. Bỗng một ngày, người chồng nhận ra cậu con trai của mình càng lớn càng giống ông hàng xóm. Cay hơn nữa là ông ấy đã 75 tuổi. Anh chồng tức giận lôi vợ ra giữa nhà tra khảo. Bà mẹ chồng đứng nhìn mà thấy thương xót cho con dâu bị oan. Bà liền ra giải thích cho con trai hiểu: không phải lỗi tại vợ con đâu, lỗi tại mẹ. Ông hàng xóm ấy mới là bố của con. Thằng con của con là cháu của ông ấy. Cháu giống ông là chuyện thường tình mà con. Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh. Một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo: đờm đỏ mày còn hy vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được, nên về nhà lo hậu sự đi. Cả hai cùng hỏi thầy: sao đờm xanh đờm đỏ lại khác nhau như thế? Thầy nói: đờm đỏ tự phổi ra, hỏa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào lành được. Hai thằng bỗm nhậu ngồi nói chuyện với nhau: nhà mày có mấy cái nhà? Tao có bốn cái. Tao có năm cái. Vậy tối nay đánh đề 45 đi. Tối về 45 thật. Hôm sau hai bọn lại hỏi tiếp: nhà mày có mấy cái ô tô? Nhà tao có 6 cái. Nhà tao cả xe tải là có 9 cái. Tí làm con đề 69 đi. Hôm đó đề về 69 thật. Hôm sau bỗng nhậu kia lại hỏi: đêm qua mày làm mấy cái? Say quá, tao chỉ làm 3 cái rồi lăn ra ngủ. Tao cũng say nhưng cũng được 4 cái. Tí làm con đề 34 nhé. Tối đề về không không. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực: vợ tôi đang lừa dối tôi. Làm sao anh biết? Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng:
đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy. Thế thì sao? Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó. Có ông kia hễ ra đường về là lại kể cho vợ nghe. Bà ơi, ở xóm dưới có thằng lấy em vợ. Bà ơi, ở xóm trên có thằng đó lấy em vợ. Một hôm đi về lại kể cho vợ nghe. Bà ơi, ở làng kế bên có thằng kia lấy em vợ. Vợ nghe thế bực quá, quát kể người ta đi, tối ngày có nhiều ông nói hoài vậy. Ông chồng trả lời, tôi phải nói chứ, nói tới khi nào bị quả báo thì thôi. Ông lão từng là vận động viên điền kinh, khoe với các động vận động viên trẻ về thời vàng son oanh liệt của mình. Ta nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình của ta một cái bạt tai. Thế sau đó ông cũng lại chạy bộ về à? Không, ta về bằng xe cứu thương. Ngày xưa ngày xưa, thượng đế lấy bột nặng ra 10 gã đàn ông, người cày ruộng, kẻ chăn bò, người đánh cá. Sau một thời gian, cả bọn kéo nhau đến thượng đế than vãn. Cái gì bọn con cũng có, chỉ thiếu cái đó, buồn chết đi được. Thượng đế bèn đưa cho đám đàn ông một bao bột và bảo, mỗi thằng chúng bay hãy nặng một con đàn bà, gầy, béo, cao, lùn, tùy theo sở thích riêng, rồi ta sẽ thổi linh hồn vào chúng và cho chúng bay lấy đám đàn bà ấy làm vợ. Nói xong, thượng đế để thêm cho đám đàn ông một đĩa đường cục và dặn, trên đĩa có các cục đường, mỗi thằng lấy một cục nhét vào vỡ bụng mình để cuộc sống vợ chồng vợ sau này được ngọt ngào. Khi bọn họ xong việc, thượng đế quát, trong lũ bay có thằng Giang, ta để 11 cục đường trên đĩa mà giờ hết sạch. Đứa nào lấy 2 cục nhét vào bụng vợ? Tất cả ngồi im thinh thích. Bực mình, thượng đế tóm lũ vợ đảo đi lão lại, rồi dí bừa cho mỗi ả 1 gã. Từ đó trở đi, cứ 10 thằng đàn ông thì có 9 thằng nghĩ rằng vợ người khác ngọt ngào hơn vợ mình, vì có thể trong bụng vợ thằng khác có hẳn 2 cục đường. Chỉ có 1 thằng biết là tất cả đàn bà đều giống nhau, vì chính hắn đã chén cục đường thừa. Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có 2 bịch lớn, một bịch bị thủng lỗ nên những tiền đồng xu cứ từ đó rơi sũng sảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại. Anh bạn, anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu, 5.000 đồng rồi. Một cảnh sát nhắc, thôi chết tôi rồi. Người đàn ông giật mình, đành phải quay lại
để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy. Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ. Anh lấy đầu ra lấm tiền xu 5.000 đồng thế? Ăn cắp hả? Người đàn ông thanh minh. Đâu có. Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to, một ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt, rồi cứ nhà gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu 5.000. Toán cảnh sát trên tre cười rộ khoái chá. Sáng kiến hay đấy. Thế còn cái túi kia đựng gì thế? Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp phạt tiền đâu. Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt 3 giờ liền. Đột nhiên anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe. Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa. Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại, thì một anh chàng cao to vạm vỡ tiến đến gần, rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi, cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to: tôi đoán ông là một luật sư không? Anh ta trả lời: tôi là một người chăn lừa. Người con gái nhà giàu nọ rất đẹp, trong làng bao nhiêu đám hỏi chẳng ai lấy được. Ấy là vì lão bố đưa ra một điều kiện rất dễ mà cũng rất khó, ai lười nhất thì gả. Các anh chàng lười gần xa đến thi tài, rốt cuộc cũng chẳng anh nào hơn anh nào, thành ra lão chưa kén được ông rể nào vừa ý. Lão phiền muộn than thở và cho con gái mình cao số. Một hôm lão ngồi trên sập gụ, thấy một chàng trai không biết từ đâu đến, cứ đi giật lùi từ cổng vào. Hỏi thì nói là xin đến thử tài. Thấy cùng cách kỳ dị như thế, lão phì cười hỏi: quánh mặt lại đây xem nào, đi đứng kiểu gì mà lạ lùng vậy? Anh chàng vẫn không quánh mặt lại, nói: ông không bằng lòng cho tôi lấy con gái ông, thì tôi cứ thế này mà đi ra, khỏi mất công quay người lại. Bây giờ lão mới vỡ lẽ, anh chàng này quả thật không ai có thể lười hơn, bèn gả con gái cho anh ta. Khách hàng hỏi người bán: rượu tắc kè ngâm bằng gì thế? Bằng tắc kè. Rượu rắn ngâm bằng rắn. Rượu sâm. Ông này bùi hỏi buồn cười nhỉ? Thì đương nhiên ngâm sâm rồi. Vậy rượu Napoleon. Trong giờ hóa học để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo: em hãy cho biết, nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao? Dạ, nó sẽ biến mất ạ.
Cô giáo ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ? Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng, em quả thật là một phụ nữ toàn diện. Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi, em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh? Ừ, thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì? Trong giờ học môn tự nhiên xã hội, cô giáo hỏi cả lớp, các em có biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ? Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi tèo giơ tay. Cô giáo chờ một lúc, đành phải mời tèo phát biểu. Tèo, thưa cô, vì khi nghe khẩu lệnh nằm xuống thì phụ nữ toàn nằm ngửa ra. Một nhà nọ mời gia sư về dạy con học. Ăn uống hàng ngày cho gia sư thật là đơn giản, mỗi bữa chỉ có một bát canh bí đao. Gia sư hỏi chủ nhà, ông thích canh bí đao lắm à? Vâng, đúng vậy, bí đao ăn rất ngon, lại có tác dụng làm sáng mắt. Ăn bí đao rất có lợi cho mắt. Một hôm, chủ nhà vào phòng học, thấy gia sư đứng giữa cửa sổ nhìn ra xa xăm, cố ý làm như không biết chủ nhà vào. Chủ nhà bước đến phía sau gia sư mà chào. Gia sư mới quay lại nói, tôi đang xem trong thành phố diễn kịch, không biết ông vào, mong ông thông cảm. Chủ nhân ngạc nhiên, trong thành phố diễn kịch mà ông ở đây nhìn thấy được à? Nhìn như thế nào vậy? Gia sư nói, từ ngày ăn canh bí đao của ông đến nay, mắt tôi ngày càng sáng ra. Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về, thấy trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Đang đói, chị ta bóc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi xôi thơm phức, anh chồng cũng muốn ăn lắm nhưng sợ vợ biết. Chồng trước chồng sau, chỉ có xó cửa là kín nhất. Anh ta nắm một nắm to định mang vào đó ăn, vừa kéo cánh cửa ra thì bắt gặp vợ cũng đang đứng ở đó ăn xôi. Anh ta hoảng hốt kêu lên, ơ kìa, u mày đấy à? Chồng thấy tay vợ còn cầm nắm xôi, anh ta nhanh trí nói tiếp, tôi tưởng u mày ăn hết rồi, lấy thêm cho nắm nữa đây này. Người đàn ông hỏi bác sĩ, vợ tôi nói nhiều kinh khủng, ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này không? Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miệng cô ấy sẽ bận ăn suốt ngày. Vài ngày sau gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi,
thế nào hiệu quả chứ? Hỏng, đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ. Cô ấy còn nhờ tôi nói với ông là: anh yêu, anh cho